ở mỹ này ngộ lắm mọi người mọi người kêu xe cấp cứu lại thì xe cứu quả nó cũng đi theo với xe cấp cứu luôn người ta sẽ dừng xe như thế này nhưng mà mình thấy vậy chứ mình cũng không có chạy qua được khỏi chỗ này nha cho nên em đổ xe ở ngoài kia rồi em đi bộ về nhà đó mọi người